Hello, xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và hôm nay Thái Học lại gửi đến cho quý vị mẫu xe Toyota Yaris, là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và xe này là một cái xe form mới rồi quý vị, động cơ 1.5, hộp số CVT. Và hôm nay Thái Học lại gửi đến cho quý vị một dòng xe 15.000 cây, được sản xuất vào năm 2015. Thì cô chú anh chị có thấy nó là đi rất ít không ạ? Một chiếc xe phải gọi là chùm mền nha cô chú anh chị. Chiếc xe này nó zin từ đầu tới đuôi nha cô chú anh chị. Xe này còn giữ bộ ghế nỉ zin luôn. Để Học mở cho cô chú anh chị xem cái bộ ghế nỉ ha, nó còn mới tinh luôn. Cái chỉ cam đó, bộ ghế nỉ màu đen chỉ cam, nhưng mà mở ra trong xe á quý vị, nó còn được cái mùi xe mới luôn nha cô chú anh chị. Chứng tỏ là chiếc xe này rất là ít đi đó, đúng chuẩn 2015. Bốn cái vỏ còn nguyên zin, cao su thanh cân bằng, nó còn phấn luôn rồi cô chú anh chị. Đây, Học xin quay cái bộ ghế nỉ cho cô chú anh chị so xem ha. Cái bộ ghế nỉ á, đặc biệt của nó là khi ưu điểm của nó là nó mềm, và nhược điểm của nó là nó bị giữ mùi đó, nên là khi mà đi cái bộ ghế nỉ này cô chú anh chị chỉ cần ẩu xíu thôi là có mùi rồi. Học nói thẳng là một điều, tuy nhiên thì cô chú anh chị mua xe này nên lên bộ ghế da luôn. Vì Học nói nhiều vì cái bộ ghế nỉ này nè, để chứng tỏ được cái xe này của chúng trước giữ rất kỹ thôi. Nhưng mà Học khuyên là cô chú anh chị nên lên bộ ghế da để chúng ta giữ gìn vệ sinh tốt ở trong cái khoang nội thất ha cô chú anh chị. Đó. Xe thì khởi động thông minh nè, đầy bằng nút bấm nè, hệ thống lạnh tự động nè, hộp số tự động nè. Đó, vô lăng bọc da full, đầu DVD, camera da. Yeah. Đó, phim cách nhiệt. Xe này cũng là một chiếc xe đã được chủ trước lên một vài món phụ kiện. Đó, gọi là cơ bản ha cô chú anh chị. Đó, xe thì cũng có bốn cảm biến phía sau, thì bao gồm hai cảm biến gốc, hai cảm biến lùi nha cô chú anh chị. Mẫu xe Toyota Yaris nhập. Đó, cái form xe này rất là được nhiều cô chú anh chị yêu chuộng nè. Đó, xe này được chào bán với giá niêm yết là 480 triệu đồng nha cô chú anh chị. Một cái dòng xe Yaris cái form 5 cửa này rất là được nhiều bạn trẻ yêu thích đây cô chú anh chị. Đó, bền mỹ, tiết kiệm. Đó, cái dáng cũng khá là đẹp, khá là thể thao cô chú anh chị. Nhìn cái đầu này, cái đầu xe này nhìn nó rất là mềm và rất là dễ thương. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó có một cái nét gì đó phải gọi là rất là Toyota. Đó, cô chú anh chị thấy không? Học rất thích cái mẫu đời này thật sự mà nói. Vios và Camry bắt đầu 2017 và Yaris luôn. Thì mình nhìn cái form xe nó nhìn nó có cái gì đó nó hoài hòa ha. Còn bây giờ thì theo nhận định riêng Học thôi nha. Chứ còn riêng quý vị thì Học không biết sao, nhưng mà Học thích cái đèn này hơn cái đèn mới ha quý vị. Ở cái đầu nó vuông vuông như vậy nè, nhìn nó có hai cái nanh ra ngoài nhìn rất là đẹp. Dạ vâng, một lần nữa thì Thái Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Yaris được sản xuất vào năm 2015, địa chỉ 15.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số rất là đẹp 13555. Cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tiết kiệm được 20 triệu. Xe này giá niêm yết của bên Toyota Tăng Cảng là 480 triệu đồng, bao gồm chi phí rút gốc và chi phí Maruguri gọn bảo dưỡng cho cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi nha cô chú anh chị. Vâng, một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại.